Xin chào các bác, cảm ơn các bác đã quay lại với kênh YouTube của Dream High Audio. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một con âm ly đa kênh của Onkyo, một dòng khá là cao cấp đó. 9.2, công suất cực đại 175W trên mỗi vế. Đây là con Onkyo TX-RZ730, con này của một khách ở Quảng Ninh đặt em. Dòng này thì cũng bây giờ nó cũng bắt đầu ra dòng mới rồi, nên những con này giá nó hợp lý, nó giảm rất nhiều. Nhìn kỹ về con này nha. Nói chung dòng Onkyo tiếng nhạc rất hay các bạn. Con này đầy đủ công nghệ hết, giải mã Atmos, DTS:X. Có AirPlay kết nối Wi-Fi. Có USB để đọc nhạc DSD luôn ạ, giải mã DSD luôn. Nói chung là đầy đủ tính năng công nghệ và có cả app điều khiển của con này nữa. Con nhìn giải mã rất cao cấp, 384 kHz, 32 bit. Con là chỉnh bass tép đấy luôn này, khá là đầy đủ tính năng. Ta nhìn qua một chút con này. Con này là hàng mới các bác nhá. Hàng mới. Ôi, nhìn cái chân của nó rất đẹp. Bây giờ mới chú ý. Đấy, chân âm ly này. Là bằng nhôm. Sau này thì rất nhiều kết nối. Cho ta nhìn này. USB này các bác nhá. Đây là cổng internet này, bằng LAN này, đây là antenna wifi và bluetooth này, có hai cổng quang in, có xe anten của radio, rất nhiều analog cổng vào, TV, CD chúng ta có thể kết nối thêm các cái tín hiệu vào, loa của nó, hai loa cột center surround, nó có cái vùng 1 này, có cái zone 2, có cái vùng này để làm Atmos này, surround back này. Công suất tổng của âm ly là 760W. Công suất của mỗi kênh này với những cái dòng loa 4 ohm nó rơi vào tầm 175W. Những cái dòng loa tầm 8 ohm thì nó sẽ đâu đấy khoảng 130 mấy W đấy. Con này em sẽ làm cái clip về test để hướng dẫn khách luôn. Những cái dòng này nó còn phải cài đặt cổng wifi để setup hệ thống. Cảm ơn các bác nhé. Các bác có nhu cầu mà mua những con âm ly đa kênh đời mới giá siêu ọp thì inbox em. Còn có cả Maran 6015 nữa, hoặc là 7015. Những con đấy thì hơn 20 và hơn 30. Con này chỉ có hơn 10 triệu thôi.